Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 246, Gian dậy. Châu Lang Huyền nắm chặt khăn tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Quế Nhi trải giường xong, hầu hạ Châu Lang Huyền rửa mặt. Nhị ra nói sẽ đọc sách thêm một lúc nữa mới về, bảo nãy nãy nghỉ ngơi trước. Châu Lãng Huyên gật đầu, cho nha hoàn lui ra, một mình nằm trên giường, cảm thấy lòng càng lạnh lẽo, những việc thấy được trong phủ Quảng Bình hầu không cách nào tiết lộ. Châu Lãng Huyên không biết bao lâu trôi qua, mới nghe thấy cạnh mình có tiếng động. Tề Trọng Hiên đã từ thư phòng trở về. Nàng bèn đứng dậy thay quần áo cho Tề Trọng Hiên. Hai người trầm mặc, kể từ lần trước, Châu Lang Huyên đã quen với sự im lặng của Tề Trọng Hiên. Y không muốn nói chuyện, nàng cũng chẳng muốn hỏi han chỉ là cảm thấy mệt mỏi mò mẫm tâm tư của một con người thật sự khiến nàng thấy dã rời cố gắng hết sức nhưng lần nào cũng đoán không đúng châu làng huyên nhắm mắt lại âm thanh xung quanh càng trở nên rõ ràng những kỳ vọng trong lòng trở thành vô số cái kim đâm vào tim nàng khiến nàng thở thôi cũng thấy đau trong nhà yên ắng một cách lạ thường thậm chí nàng còn như không nghe thấy tiếng thở của người kế bên nàng giống như con thuyền nhỏ phiêu du trên dòng nước bị sóng xô đẩy không biết cuối cùng phải theo bên nào hướng đi mà nàng mong muốn không có đủ sức lực để kéo nàng dù sao thì cũng là nàng phạm lỗi trước nàng không thể hy vọng y tha thứ cho mình vào lúc châu lang huyện sắp từ bỏ có một cánh tay đặt lên vai nàng khó chịu sao tề trọng hiên hỏi nhỏ châu lang huyền cảm thấy muốn bật khóc cẩn thận xoay người tải dường như co sợ khi mình quay tại thì tề trọng hiên không còn muốn nói chuyện với mình nữa. Lâm Sương còn đang cười nói với mọi người ta nói muốn theo một chiếc yếm cho đứa con trong bụng nàng ấy. Lâm Sương cứ nhắc đi nhắc lại là Cát Khánh Sinh cảm kích sự giúp đỡ của Khang Quận Vương và Trần Gia Thể nào. Nhưng không lâu sau thì Cát Khánh Sinh bê bết máu được người ta khiêng về. Lâm Sương lập tức ngã khuyêu, ta có nói gì, khuyên gì thì nàng ấy cũng không bình tĩnh lại được. Thật sự rất đáng sợ lâm sương mới mười mấy tuổi thôi cát khánh sinh thậm chí còn chưa biết lâm sương đang mang thai sao lại có thể tàn nhẫn như thế ta về kể lại với mẫu thân mẫu thân lại không muốn nói về những chuyện này mà chỉ nói với ta chuyện phụ thân thế này tổ phụ thế kia trong công truyền ra những tin tức gì trong khi ta thật sự không muốn nói những chuyện đó trong đầu ta toàn là hình ảnh của lâm sương với cả những chậu máu loãng nha hoàn mà ma buông xuống một người có thể chảy nhiều máu đến thế sao? Mẫu thân còn mượn chuyện này nói tới chính trị, không ngừng ép hỏi ta ở phủ Quảng Bình Hầu có nghe được gì không? Châu Lang huyện vừa nói vừa khóc, ta chỉ cảm thấy mệt quá, bất luận mình làm gì đều sai cả. Tề Trọng Hiên tìm được chiếc khăn lau nước mắt cho Châu Lang huyện. Ta thật sự đau buồn cho Lâm Sương, ta không thể ngồi yên không làm gì. Tùy ta cũng nghĩ đến lợi ích gia tộc, cho dù trước đây ta có sai sót, song sau này sẽ không thể nữa, ta thật sự sẽ không phạm sai lầm nữa. Ánh nến trong phòng nhảy nhót, tề trọng hiên vòng tay ra sau lưng châu lang huyên mà vỗ về. Ngày hôm sau lâm di tiễn chu thập cửu ra ngoài, rồi bắt đầu sắp xếp đèn lồng trung thu trong phủ. Phía phủ Quảng Bình Hầu xảy ra chuyện không thể sửa soạn náo nhiệt, nhưng nói thế nào thì phủ khang quận vương cũng phải có không khí vui vẻ. Lâm Di và mấy bà tử, quản sự cùng chọn vài kiểu đèn, sau đó dặn dò quản sự treo đèn thế nào. Tin tức ở phủ Khang quận Vương Lan truyền đến nhà cũ, đại thái thái chân thị oán hận, cô ta còn có tâm tư chơi trung thu kìa. Thị cắn môi, đừng nghĩ là ta cho qua chuyện như vậy. Thẩm quản sự chết đột ngột, trong người còn giữ phiếu nợ, chuyện như vậy do ai làm? Mấy ngày qua Chu Nguyễn Cảnh đòi hòa ly với thị, thị mời người nhà đến, sau khi cẩn thận cân nhắc một phen cảm thấy rõ ràng có người cố ý muốn ham hại mình. Trần Thị nghĩ tới đây liền nghiến răng, chắc chắn là có liên quan đến Trần Thị, người nhà Thị nói không sai, Thị quá nương tay với Trần Thị nên mới có kết cục như hôm nay. Một cô nương trong dịu dàng mà lại có thủ đoạn ác độc như vậy, Thị không thể để kẻ ác độc thể sống ung dung được. Đoàn nhị ra lại bắt đầu kể tới chuyện xảy ra ở phủ Quảng Bình Hầu. Trần Thị hả hê, đáng đời báo ứng đó, cô ta không để ta yên, thì cô ta cũng chẳng an lành gì. Trần Thị vừa dứt lời, bà tử canh cửa đã tới bẩm báo, tín thân vương phi mời đại thái thái đến phủ à. Trần Thị hơi kích động, có nói là gọi ai nữa không? Bà tử thành thật đáp, người đến báo chỉ mới đại thái thái. Trần Thị thấy khó hiểu, hiện tại người nhà Thị ra mặt giúp đỡ, nhờ cậy đến cả chỗ tín thân vương phi. Ngoài thị ra lẽ ra cũng nên gọi cả lâm di chứ. Trần Thị vừa bảo nha hoàn lấy một bộ y phục đơn giản tới cho mình thay, vừa cho người đến phủ khang quận vương nghe ngóng. Không lâu sau, hạ nhân nghe ngóng được về báo, cũng cho gọi cả khang quận vương phi à. Có thể chứ, Trần Thị không giấu được nụ cười. Tín thân vương phi ra mắt khuyên bảo Trần Thị đừng để chuyện xé to quá, tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đến lúc đó thì chỉ cần khóc một trận trước mặt tín thân vương phi, dẫu gì thầm quản sự cũng đã chết rồi, đâu còn chứng cứ gì. Trần Thị ngồi xe đến phủ tín thân vương, để người hầu dẫn đi gặp tín thân vương phi. Tín thân vương phi đang nói chuyện với Lâm Di, Lâm Di trao mày đau buồn, tín thân vương phi nghe rồi cũng gật đầu thở dài. Trần Thị hơi hoảng, không ngờ để Lâm Di cướp mất cơ hội. Nghĩ vậy Trần Thị bước nhanh vào, hành lễ xong thì ngước khuôn mặt với đôi mắt sưng đỏ lên. Mau ngồi đi, tín thân vương phi bảo Trần thị ngồi xuống bên cạnh. Lư hương hình thú ba chân tỏa khói thơm, tín thân vương phi cầm con tỉ hưu bằng phỉ thúy vuốt ve. Trần thị thấy ở chỗ ngồi của tín thân vương phi có bao tay thêu hoa cỏ mùa thu, hoa văn tinh xảo cứ như do trần thị thiêu. Trần thị trao mày, chưa đợi tín thân vương phi mở miệng đã cầm khăn lau nước mắt, sắp đến trung thu rồi, còn vốn tính sắp xếp thời gian đến phụ giúp. Nhưng ai ngờ Nguyễn Cảnh nghe thấy lời đồn bên ngoài lại muốn hòa ly với con. Không khí trong nhà đột nhiên trở nên căng thẳng. Trần Thị nhìn tin thân Vương Phi bằng ánh mắt thảm thương. Người nói xem, những năm nay con có làm sai chuyện gì đâu. Cho dù không có công lao thì cũng có khổ cực. Sao có thể nói ra hai chữ hòa ly tùy tiện như vậy? Vụ thẩm quản sự bị người ta giết vẫn chưa được phá mà đã liên lụy đến con rồi. Oan ức trong lòng con biết nói cùng ai đây? tín thân vương phi ngồi yên lặng nghe chân thị khóc lóc đợi chân thị nói xong thì vịn lấy tay cầm tỉ hưu cô nói là ai cố ý vu oan cho cô giọng điệu của tín thân vương phi rất bình tĩnh trấn thị mếu miệng nói tiếp những lời đã chuẩn bị sẵn con cũng không biết chuyện thành thế này ai cũng không nói rõ được thẩm quản sự không biết đắc tội với ai mà bị giết trên người còn có giấy vay con làm sao có gan đi cho vay nặng lãi chứ rõ ràng là có kẻ cố tình hãm hại còn tiêu bà tử nữa loại người đó chuyên gieo rắc tin đồn khắp kinh thành con có mốc cũng không làm mấy chuyện đó đâu nói rồi thì lại khóc từ khi gả cho nguyễn cảnh con luôn nghĩ đây là phúc vận của mình hiểu thuận với mẹ chồng trưởng bối là đương nhiên rồi đối đãi với chị em dâu huynh đệ tỉ muội đều hòa nhã nếu con có suy nghĩ xấu xa gì thì làm sao ai cũng thương cũng đối tốt với con được con không nói ra vương phi cũng thấy rõ mà con nào phải người độc ác như vậy ý chân thị là trước khi nàng gả về đây mọi thứ đều hòa thuận lâm di không nói gì chỉ nghe chân thị biện dài tín thân vương phi nhìn chân thị thở dài ta vốn cũng cho rằng cô hiểu chuyện lâm di dù sao cũng còn nhỏ tuổi mới gả về có nhiều chuyện chưa hiểu rõ người làm chị dâu như cô có thể chỉ bảo thêm ai ngờ cô càng ngày càng hô đồ nghe thấy những lời này khuôn mặt buồn bã trên mặt của Trần Thị bỗng cứng lại, vừa nhìn Tín thân Vương phi vừa nhìn Lâm Di đang im lặng ngồi một bên. Trần Thị nuốt nước bọt, nước mắt lăn bên má. Tín thân Vương phi nói tiếp, sau khi Khang quận vương thành thân rồi chuyển ra ngoài tự lập, đón cả cha mẹ chồng của cô đến phủ Khang quận vương, Lâm Di quản cả một quận vương phủ lớn thế kia, lại đối đãi thúc thúc thầm thầm giống như cha mẹ thế nào? Theo lý mà nói thì một con dâu trưởng như cô phải biết nghĩ lại không những không được thua lâm di mà còn phải giúp đỡ con bé phụng dưỡng cha mẹ chồng mới đúng khang quận vương có lòng báo đáp công dưỡng dục của thúc thẩm hiện giờ cả nhà tổ đều do cô quản lý tiền bạc trong phủ đều do cô cầm trưởng bối không ở bên cạnh cũng không cần cô chăm sóc so với trước khi khang quận vương thành thân thì thế nào cô tự hiểu rõ giờ đây cô không quản được nhà còn gây ra chuyện ồn ào nặng lãi với biết bao lời đồn khác cô muốn trách ai cô và nguyễn cảnh hết đánh rồi cãi, đòi hòa ly. giờ còn muốn đổ lỗi lên đầu người khác à? tín thân vương phi đanh mặt, người quý ở biết đủ, có nhiều chuyện trưởng bối như ta cũng muốn mở một mắt nhắm một mắt. ai ngờ người nhà cô nhất định phải tìm tới ẩm ý, cho nên hôm nay không thể không nói cho rõ ràng một lần, cô muốn danh dự, vậy cũng phải bảo toàn cho danh dự của người khác. tín thân vương phi thất vọng nhìn chân thị, cô nghĩ kỹ xem dâu lớn như cô đã làm những gì. Lần trước cô đã nói gì bên tai ta, giờ ta còn nhớ rõ. Lần trước tới phủ tín thân vương, chân thị đã nói những lời đồn bên ngoài về lâm di cho tín thân vương phi biết. Trần Thị nghe thế, nghĩ đến tình cảnh hôm đó thì giống như bị tát một cái thật mạnh, lập tức lóng ngóng, con, con, tin thân vương phi khinh miệt nhìn chân Thi tự dưng sinh sự thì đương nhiên nhà cửa không yên. Nguyễn Cảnh muốn hòa ly với cô mà cô vẫn chưa rút được bài học, còn xui người nhà mẹ đẻ đi gây sự khắp nơi, cô muốn ta nói cô thế nào nữa. Người nhà cô đến tìm ta giúp đỡ, thân là trưởng bối của gia tộc, ta không thể không nhắc nhớ cô. Chuyện ẩm ý tới mức này không phải do người khác, bản thân cô không tự thức tình thì không qua được ải này đâu. Còn cuối cùng xử trí thế nào là chuyện riêng gia đình cô, ta không tiện nói. chương 247 cạm bẫy. Trần Thị bị nói đến nỗi không nói nên lời. Tín thân Vương phi lại ra lệnh mời khách về bảo Trần Thị tự về mà kiểm điểm. Lâm cũng đứng. Lâm Di và Trần Thị cùng rời khỏi phủ Tín thân Vương đến nơi vắng vẻ. Trần Thị không còn rè rặt nữa, trợn tròn mắt, hung dữ nhìn Lâm Di. Người muốn hại chết ta mới chịu có phải không? Người gả vào nhà họ Chu, có việc gì mà không phải nhờ ta giúp đỡ? Giờ lại không màng đến ân tình lúc trước lâm di ngạc nhiên nhìn chân thị đại tầu nói vậy là ý gì Trần thị cười khẩy chẳng phải hôm nay người đến trước mặt tín thân vương phi nhỏ to làm ta mất mặt à lâm di không nói gì quất hồng đứng cạnh không chịu được xen vào tín thân vương phi mời quận vương phi đến là để bắn bậc chuyện tiệc trung thu chúng tôi không biết tín thân vương phi cũng mời cả đại thái thái đến lâm di liếc mắt nhìn quất hồng quất hồng lập tức cúi đầu lui xuống lâm di quay đầu lại đối mặt với chân thị đôi mắt trong veo đại tẩu nói xem ta đã hại đại tẩu khi nào nếu nói đến chuyện hòa ly vậy đó là do đại bá đề cập ta có từng ở ngoài nói đại tẩu không đúng cái gì không đại tấu lo sợ mất danh dự vậy ta không sợ sao nếu không phải vì tự bảo vệ mình ta cũng chẳng cần cho người theo dõi thành bà tử làm gì rồi kết quả thế nào đại tẩu rõ hơn ai hết hay đại tẩu tự nghĩ kỹ xem vì sao mình lại ra nông nổi ngày hôm nay nói xong lâm di dẫn nha hoàn lên xe ngựa bỏ mặc chân thị không biết làm sao ở lại chuyện tín thân vương phi cho người gọi chân thị đến gian dậy như có cánh nhanh chóng chuyển khắp tôn thất trong phủ khang quận vương thân ma ma nhìn thấy nha hoàn ra vào bầy biện các loại điểm tâm trong phủ cũng treo hoa đăng hoành lang vào nhị tiến viện treo đầy đèn họa tiết thạch lựu và chúc với ý nghĩa nhiều con nhiều phúc và thăng tiến. Trong tam tiến viện thì treo đèn bách thọ, ở giữa là chiếc đèn lớn nhất hình ông thọ đang cười. Người hầu bận rộn cả buổi sáng, tới trưa mới dần yên ắng trở lại. Thần ma ma vào nhà và kể nguyên văn chuyện tin thân vương phi giáo huấn chân thị cho chu lão phu nhân nghe. chu lão phu nhân nhíu mày, thần ma ma nói nhỏ, lạ thật, sao tín thân Vương Phi tại đột nhiên đúng về phía quận Vương Phi Nhi. Tính tình của tín thân Vương Phi vốn muốn vẹn cả đôi đường, trước mặt nói vậy sau tương nói khác, rất ít khi đắc tội với ai mặc dù mình là trưởng bối ở tôn thất doanh. Phải chắc chắn lắm mới dám mở miệng, cũng giống như nghe tin đồn về Lâm Di hôm trước, tín thân Vương Phi cũng là mời bà ta đến hỏi trước. Vậy mà giờ tín thân Vương Phi lại không hề hỏi trước, thẳng thừng gian dậy chân thị, có khi nào phủ tín thân vương đã nghe được chuyện gì rồi không? Thần ma ma suy nghĩ, không nghe nói gì cả về chuyện đó cả. Chưa nghe ngóng được gì thì cũng chưa hẳn là không có việc gì. Chu lão phu nhân nắm lấy tay vịn của chiếc ghế, bên chỗ quận vương gia có tin tức gì không? Thần ma ma hạ giọng đáp, quận vương gia đang điều tra chuyện của các khánh sinh, mấy hôm nay hay chạy đến thuận thiên phù. Việc này sớm đã liệu được, bất luận là lâm di hay chu nguyên triệt họ đều không dễ dàng cho qua chuyện của cát gia. Mắt chu lão phu nhân sáng lên, không chừng là vì vụ án của khánh sinh chu nguyên triệt đã điều tra đến chỗ của chân gia. Kết toán với cát gia chỉ có tổn thất và chân gia thôi. Trần Thị lúc nào cũng gây khó dễ cho Lâm Di, chân gia cũng hân trần gia và cát gia thấu xương. Nghĩ theo cách đó thì việc chân gia dùng tiền sai người giết cát khánh sinh lại thành ra hợp lý. Thần ma ma thấy sắc mặt của chu lão phu nhân thì lo sợ, hay nô tỳ đến nhà cũ hỏi đại thái thái. chu lão phu nhân lắc đầu, nếu đúng như bà ta nghĩ, trước khi thi thể cát khánh linh kịp cứng lạnh, việc này sớm muộn gì cũng sẽ to chuyện thôi. Người của cát gia vội vã chạy đến phủ Quảng Bình Hầu, nhìn thấy bàn thờ được dựng lên thì khóc tham. Lão thái thái nhánh cả đích thân mời cát thái thái vào nhà, cát thái thái kéo tay của lão thái thái khóc ròng suốt đoạn đường đi con cứ nghĩ, ông trời mù rồi, nếu nhất định phải cướp đi một người, vậy sao không lấy mạng già này của con đi? Lão thái thái nhánh cả ngồi nói chuyện với các thái thái một lúc rồi nhắc đến Lâm Sương, đứa nhỏ này đang có thai, cần thái thái bên thông gia chăm sóc nhiều hơn. Cát thái thái rưng rưng nước mắt nhìn lâm sương lâm sương đã gầy rục, thấy cát thái thái thì lảo đảo đến hành lễ, cát thái thái ôm chầm lấy lâm sương, mẹ chồng con dâu lại khóc một hồi được các thái thái khuyên nhủ cuối cùng lâm sương cũng chịu ăn ít cơm nằm xuống nghỉ ngơi nhưng vừa mới chợp mắt được một lúc lại đòi ra với cát khánh sinh cát thái thái vội vàng nói con cứ yên tâm chỗ khánh sinh có lão gia sắp xếp rồi con cứ nghỉ ngơi vì đứa bé trong bụng đi cát gia chúng ta đã trông chờ huyết mạch này nhiều năm rồi nếu có sơ sót gì ta biết giải thích với khánh sinh thế nào nghe mẹ chồng nói thế lâm sương đành nuốt nước mắt vâng lời tôi đến lâm di cùng chu thập cửu đến phủ quảng bình hầu sau khi ăn xong cơm chu thập cửu trần doãn viễn cát lão gia và cát thái thái ở trong phòng của lão thái thái nhánh cả bàn bạc về chuyện của cát khánh sinh tiểu tiêu thị và lâm di ở ngoài chuẩn bị trà nước trong nhà vọng ra tiếng của cát lão gia nếu không nhờ có quận vương gia giúp đỡ lần trước sinh ca đã bị phán tội chết không ngờ lần này cũng phải nhờ quận vương gia ra mặt Cát gia chúng tôi mắc nợ quận vương gia không biết trả sao cho hết. Chu thập cửu nói, đều là thông gian phải chiếu cố nhau chứ. Cát lão gia thở dài, lại hỏi chu thập cửu, bây giờ phải làm sao? Chu thập cửu kể lại chuyện của người tên đường quan kia, ta đã cho người đi theo dõi rồi. Chỉ cần có tin tức là người của thuận thiên phủ sẽ ra mặt, tính ra chắc cũng tầm hai hôm nữa thôi. Chu thập cửu vừa dứt lời, ngoài cửa liền có tiếng của quất hồng, Lâm Di vội vàng bỏ dở trà nước, trên tay đi ra ngoài. Quất Hồng nói, Đồng Ninh nói ngoài phủ có người muốn gặp Quận vương gia. Để gặp Chu thập Cửu mà đến tận phủ Quảng Bình hầu, nhất định là việc gấp, mời người đó vào, ta đi gọi Quận vương gia. Lâm Di vào nhà báo lại, Chu thập Cửu bèn đứng dậy ra ngoài. Trong thời gian một nén nhang, Chu thập Cửu đi rồi lại về. Trong nhà mọi người đều trông mong, hai mắt Chu thập Cửu sáng ngời ca ca của đường quan mua chuộc cai ngục nửa đêm vào thăm, bị bắt tại trận, thuận thiên phủ đang thẩm án trong đêm. Cát lão gia nghe được, mỗi run rẩy một lúc lâu mới nói, đều nhờ có quận vương gia nếu không oan ức của nhà chúng ta không biết kêu cùng ai. Bố trí bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có động tĩnh. Ca ca của đường quan bị bắt, giờ phải xem chân gia có động tĩnh gì không. Chu Đại Thái Thái Trân Thị đang lo lắng chờ Chu Nguyễn Cảnh về từ lúc đòi hỏa uy, ngày nào Chu Nguyễn Cảnh cũng uống đến say khướt mới về nhà. Trần Thị nhìn tim đèn cắt cư, trong lòng có dự cảm không tốt, có khi nào Chu Nguyễn Cảnh muốn hòa ly với Thị thật không? Giờ mới nói ra chẳng qua là vì lúc trước chưa tìm ra có thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 248, tỉnh dậy. Với Thị, Chu Nguyễn Cảnh chỉ là một tên dám nói mà chẳng dám làm thành bà tử không chịu thừa nhận trộm đồ của chủ nhân, chỉ nói số bạc kia là thị thưởng cho mình, đổ hết lỗi lên đầu thị. Nhà môn vẫn chưa định tội mà còn muốn tra hỏi từ chỗ chu Nguyễn Cảnh nữa, tóm lại thành bà tử có bị định tội hay không còn chưa biết được. Chuyện cho vay nặng lãi đã lan truyền khắp kinh thành, giống như chuyện của tiêu bà tử và thành bà tử, thị muốn bảo vệ thanh danh cũng lực bất tòng tâm nhưng chu nguyễn cảnh muốn tranh thể diện bên ngoài nên sẽ xử lý chuyện nhà trong êm đẹp chân gia cử việc liều chết không chịu thừa nhận còn tìm trưởng bối trong tộc hòa giải còn lâm di thì không có đủ chứng cử nên sẽ không dám làm lớn chuyện hơn nữa ai ngờ mọi thứ không hề giống như chân thị đã tính trưởng bối trong tộc không chịu đứng về phía thị trái lại còn mắng thị một trận cái chết của thẩm quản sự kỳ quặc như vậy mà không có ai điều tra ra ngọn nguồn rõ ràng tin thân Vương Phi đã chuyển hướng về phía thẩm quản sự rồi, vì sao lại bỗng đổi ý vậy? Trần Thị càng nghĩ càng thấy lạnh người. Nô tỳ có nghe nói một chuyện, Quế Viên không nhịn được thấp giọng nói, bà tử nội viên tụ tập bàn tán, đúng lúc nô tỳ đi ngang nên nghe được. Trần Thị nhíu mày, chuyện gì? Quế Viên thoáng trần trừ, đại lão ra đến phủ kính quận Vương làm khách. Lúc trở về cử luôn miệng khen mấy vị tiểu thư chưa xuất giá bên nhà mẹ đẻ của kính quận Vương Phi xinh đẹp. Trần Thị trợn mắt nhìn Quế Viên. Quế Viên vội vàng củi đầu, nô tỳ không dám nói bừa, thái thái có thể gọi mấy bà tử kia tới hỏi thăm một chút. Trần Thị nhìn Quế Viên chân trần, thật lâu sau đột nhiên giơ tay tát mạnh khiến Quế Viên lảo đảo. Quế Viên còn chưa biết nguồn con thế nào thì Trần Thị đã đanh mặt nói, nghe nói hồi nào. Tại sao bây giờ mới nói cho ta biết? Ngươi còn định che che giấu giấu tới khi nào nữa? Tới khi lão gia cưới người ta vào nhà à? Quế Viên vừa sợ vừa hoảng, cuống quýt thưa, nô tỳ cũng chỉ vừa nghe nói thôi, tâm trạng thái thái không tốt, nô tỳ nào dám tùy tiện bịa chuyện. Tay chân thị run bần bật, lúc ở chỗ kính quận vương phi thị cũng từng nghe nói chuyện phía nhà mẹ của kinh quận vương phi có mấy vị tiểu thư họ hàng xa xinh đẹp như hoa vào kinh để tìm mối hôn nhân tốt. lúc ấy thị còn nghĩ bụng, bây giờ quan to hiền quý nhà nào chẳng đòi hôn nhân môn đăng hộ đối, muốn gả cao nào có dễ dàng như vậy. trừ khi trong nhà đằng trai chỉ có mã ngoài, không thì gả cho người có khuyết điểm, hay làm đối tượng tái giá thôi. nghĩ đến vợ kế, chân thị gạt bộ bình trà hoa mai trên bàn xuống đất. thị còn chưa bị chu nguyễn cảnh bỏ đâu mà đã có kẻ mơ ước vị trí này rồi kính quận vương phi được lắm, còn nói cái gì mà luôn nghĩ cho thị. Trần thị xua quế viên đi lôi gã sai vặt thường đi theo chu Nguyễn Cảnh tới hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc có chuyện như vậy hay không, mấy ngày nay chu Nguyễn Cảnh tới nhà ai uống rượu. Người cũ là thị đây còn chưa đi, trong lòng chu Nguyễn Cảnh đã có người mới rồi. Trần thị càng nghĩ càng phẫn nổ, càng thấy sợ hãi và lo lắng hơn. Bây giờ trước mặt thị đều là khuôn mặt tươi cười giả tạo của kính quận Vương Phi, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt, càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, kính quận Vương Phi không hề tốt lành gì. Quế viên mới ra khỏi phòng thì bà tử cánh cửa tới báo, người bên chân ra đến à. Muộn như vậy mà còn tới, nhất định là có việc gấp rồi. Mì mắt chân thị giật giật, thị vội vàng bảo nha hoàn lấy áo choàng mặc rồi đi ra đón khách người tìm tới chính là chân đại thái thái trần thị cùng chị dâu đi vào nhà nhà hoàn dâm lò sưởi tay và trả nóng lên chân đại thái thái chớp chớp mắt trần thị hiểu ý đuổi hạ nhân trong phòng ra ngoài hết xảy ra chuyện lớn rồi chân đại thái thái nói ngay nếu không vì muộn quá rồi lão gia cũng đã cùng tới đây trần thị càng dối bời hơn tẩu mau nói đi rốt cuộc là chuyện gì chân đại thái thái nhíu mày nhà chúng ta mắc bẫy của người ta nói không chừng phải kéo nhau lên công đường không lo được cho bên cô nữa đâu cũng không biết chu gia có thừa cơ gây khó dễ cho cô không nữa ca ca cô bảo ta tới báo với cô một tiếng dặn cô chuẩn tinh thần trần thị không thở nổi trần đại thái thái nói tiếp hung thủ giết cát khánh sinh bị thuận thiên phủ bắt nhốt chuẩn bị đưa lên công đường phân xử ai ngờ đêm nay người nhà hung thủ lo lót cho cai ngục để vào thăm lại bị bắt tại trận. Mặc dù chưa có tin tức chính thức, nhưng cũng có tiếng gió phong phanh rồi, đủ loại đồn đại nữa, nói về nhà chúng ta là nhiều nhất, rằng hung thủ không chịu nổi tra tấn đã nhận là được người khác sai khiến. Khang quận vương tới lôi thuận thiên phủ mấy ngày nay chính là vì muốn căn chặt chuyện này không tha. Lão thái thái phủ Quảng Bình Hầu thì ngay cả phàn nằm của mình cũng lấy ra cho cát khánh sinh dùng, còn cho sắp đặt tinh đường ở ngay trong phủ, có thể thấy phía họ coi trọng chuyện này tới mức nào khang quận vương phi ngủ tại nhà mẹ đẻ ba ngày liên tiếp khang quận vương thấy vậy nên nóng lòng muốn cha ra manh mối không có khả năng để quan phủ trừng phạt gã hung thủ ra tay rồi thôi đâu hôm định án đã ở trước mắt giờ lại có thể bắt được manh mối phía đó tất nhiên sẽ không chịu buông tay trần đại thái thái nghe ra ý trong lời chị dâu chuyện này liên quan gì tới nhà chúng ta chứ có phải là nhà chúng ta mua chuộc hung thủ giết người đầu, chẳng lẽ còn muốn đổ tội lên đầu chúng ta? Trần gia lo nhất chính là điều này, bọn họ vốn đang ngồi trên đài cao xem kịch, giờ bỗng nhiên lại thành nhân vật chính. Trần Đại Thái Thái gật đầu, nhà chúng ta không mua chuộc hung thủ giết người, nhưng nhà chúng ta và các gia có thù từ trước, giờ lại lan truyền lời đồn đại như thế, cô và Khang quận Vương Phi lại ẩm ý chúng ta còn từng kêu khắp nơi răng khang quận Vương Phi đổ oan cho cô. Cứ thế, cô nói chân ra muốn giết cát khánh sinh thì ai cũng sẽ tin hết. Trần Thị mím đôi môi trắng bệch, tẩu nói là có người cố ý muốn hãm hại chúng ta. Chỉ cần không che giấu được liền đổ tội cho kẻ khác, đây chính là cách thoát thân tốt nhất. Trần Đại Thái Thái xoắn khăn tay, e là thế, ta lại đây nói cho cô biết cũng là nhắc cô đừng gây hấn với Khang quận Vương Phi nữa. Nguyễn khí của chân thị lập tức bị rút cạn, giờ tẩu mới nói thì muộn rồi. Thị kể lại chuyện vừa rồi ở phủ tín thân vương, xem ra phủ tín thân vương đã nghe được tin tức gì đó, cho nên mới muốn dẫm đạp nhà chúng ta. Trần Đại Thái Thái kinh ngạc nhìn chân thị, tức là chắc chắn chậu nước bẩn này rơi vào người chúng ta rồi. Là ai giờ cho vậy? Trần thị nhớ lại chuyện vừa rồi, khuôn mặt kính quận vương phi lập tức xuất hiện trước mắt thị chính là bởi vì cát gia mà phía kính quận vương gia mới không thu hồi được đất đai vài ngày trước kính quận vương phi còn muốn cùng ta đối phó trần gia có khi nào liên quan tới kính quận vương không giả vờ cùng bọn họ đối phó cát gia nhưng ở thời điểm quan trọng lại đẩy bọn họ ra hứng sóng trần thị nhìn chân đại thái thái làm sao bây giờ ca ca nhất định phải nghĩ cách giải quyết chân đại thái thái nhíu mày bọn họ bất nhân vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa bọn họ hại chúng ta thảm như vậy, tất nhiên chúng ta sẽ không khoanh tay chịu chết. tiễn chân đại thái thái xong, chân thị lại đứng ngồi không yên. sai quế viên lấy hết ngân phiếu vàng bạc châu báu ra. quế viên ôm một đống lớn tới, chân thị dối bởi quát, còn đứng được ra đó làm gì? mau tìm hộp đựng đi. quế viên cẩn thận nhìn chân thị, thái thái ơi, không hộp nào chứa hết những thứ này đâu à? chân thị lập tức ngồi sụi lơ trên giường mãi sau mới hốt hoảng nhìn quế viên nếu nhà mẹ đẻ ta bị đổ oan ta lại bị đại lão gia bỏ vậy cuộc sống về sau của ta sẽ ra sao nói đoạn nước mắt thị rơi lã chã sẽ không sao nhất định không sao đâu quế viên vội vàng trấn an chân thị chờ đại lão gia quay lại thái thái cùng đại lão gia bàn bạc một chút thái thái gả cho lão gia nhiều năm như vậy luôn mưu tính cho tiền đô của lão gia lão gia mà biết được nhà mẹ của thái thái xảy ra chuyện chắc chắn sẽ tìm cách giúp đỡ trong lòng chân thị sinh ra một tia hy vọng thị nhớ ngày xưa chu nguyễn cảnh từng ngoan ngoãn phục tùng mình thế nào thì vội vàng sai bảo quế viên khi nào đại lão gia trở về thì hãy mời ngay tới phòng ta quế viên vâng giả rồi nhanh chóng cầm đèn lồng ra sân chờ chu nguyễn cảnh rất lâu sau quế viên mới cúi đầu quay lại đại lão gia uống say tới tây viện của di nương rồi à Trần Thị nghe vậy bèn bật dậy, còn chưa cất bước thì trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã lăn ra. Nghĩ tới bình thường Chu Nguyễn Cảnh lạnh nhạt với người ngoài, Thị còn từng ở một bên hớn hở nhìn, không ngờ cũng có một ngày Thị cũng là một trong số người ngoài đó. Trần Thị thống thiết gào lên: "Ta chỉ không cho gã bạc ra ngoài uống rượu bao gái mà thôi, ta vì ai hả? Còn không phải đều vì cái nhà này ư?" Trần gia bắt đầu cuống rồi lâm di ngồi bên cạnh lão thái thay nhánh cả nhỏ giọng kể quận vương gia nói người nhà họ chân lên tới chỗ thuận thiên phủ không dám nói gì nhiều chỉ lấy lý do là tới hỏi thăm tin tức còn không dám nói nhiều như vậy có khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu bây giờ là lúc chân gia khó khăn nhất tin tức bên ngoài đều chĩa mũi dùi về phía họ nhưng hễ ngày nào thuận thiên phủ vẫn chưa tới chỗ chân gia điều tra thì chân gia vẫn không thể công khai đối chứng lão thái thay nhánh cả nói, xem ra chân gia cũng không biết được gì nhiều. Dẫu gì cũng là mua chuộc hung thủ giết người, không thể dễ dàng tin lời bất kỳ ai. Lâm Di hầu hạ lão thái thay nhánh cả uống thuốc, Trần Doãn Viễn và Chu Thập Cửu Tan làm cùng bước vào. Rốt cuộc Trần Doãn Viễn cũng hơi vui vẻ, ngự sử tố cao kính quận vương sai người nhà đi đe dọa mua chuộc hung thủ, tấu trương vừa được dâng lên, hoàng thượng liền giận tím mặt, cho gọi tín thân vương ngay tin thân vương là tổng lĩnh tông nhân phủ, án tôn thất phạm lỗi đều do tôn nhân phủ điều tra. Lão thai thay nhánh cả chống người ngồi dậy, liệu có tra được rõ ràng không? Ngộ nhỡ không đủ chứng cớ, thì chẳng phải là đánh rắn động cỏ hay sao? Không đâu, chu thập cửu mỉm cười, có bằng chứng về chân ra trước mặt, chưa kể tín thân vương đâu phải không hay biết gì về chuyện của kính quận vương. Huống chi, dựa vào tinh khí của ca ca kính quận vương, đã mua lại đất đai huyện Phù Thành ở Sơn Đông từ lâu rồi. Lão Thái Thái nhánh cả ngỡ ngàng, sao lại thế? Tin tức truyền tới Sơn Đông cũng phải mất một thời gian mà. Chu Thập Cửu cười nói, Kinh Quận Vương chọn thời gian này mua chuộc hung thủ, chính là bởi vì mấy trăm mẫu đất của một viên ngoại ở Sơn Đông. Cát ra phải xảy ra chuyện thì viên ngoại kia mới biết sợ mà tôi. Đối phương muốn chu toàn, song lại không biết điều này sẽ trở thành điểm yếu của mình. Chu thập Cửu vừa dứt lời, Bạch Mama đã tươi cười bước vào, nhìn thấy lão thai thai nhánh cả và mọi người nôn nóng tiền nói ngay, tinh rồi. Chương 249: Tiếp tục sống. Lão thai thai nhánh cả cười tươi, nhưng vẫn trách Bạch Mama, ai tỉnh, nói chuyện phải rõ ràng. Bạch Mama cười đáp, tại nô tỳ mừng quá lên lỡ lời. Lang trùng do quận vương gia mời đến lợi hại thật, các đại gia tỉnh lại rồi lão thay thay nhánh cả và lâm di nhìn nhau đều khó nén mừng rõ ông trời đúng là không phụ lòng người để thằng bé chịu đựng qua được ải này lúc ấy lạng trung nói thương thể rất nguy cấp gần như không thể trị phải dốc toàn lực thử mà con bé lâm sương này cũng cứng đầu kè kè bên cạnh trông coi có mấy lần hơi thở thằng bé cắt ra yếu hắn nó vẫn không chịu đầu hàng lôi kéo thằng bé nói chuyện mãi làm người khác nghe xong cũng muốn khóc theo cũng may thằng bé kia không phụ lòng nó, cố gắng vượt qua, Trần Doãn Viễn cười nói, đều nhờ lang trung quận vương gia mời về có tay nghề giỏi, chứ bị thương thế này ngay cả Thái Y cũng không trị được. Lâm Di đứng lên muốn đi thăm Lâm Sương, lão Thái Thái nhánh cả bảo bạch ma ma đỡ dậy, ta cũng đi xem thử, bằng không không yên lòng được. Mấy ngày nay ngày nào bà cũng phải tới phòng Lâm Sương ngồi một lúc. Lâm Di thừa dịp nha hoàn đi lấy áo lông mà nhìn Chu Thập Cửu. Nếu không có Chu Thập Cửu nhớ tới Trương Phong Tử, Cát Khánh Sinh đã chẳng thể được cứu sống. Khóe môi hàm chứa ý cười, Lâm Di nghênh đón ánh mắt của Chu Thập Cửu. Lâm Di cùng lão Thái Thay nhánh cả đến phòng Lâm Sương, Cát Thái Thái và Lâm Sương mại lão Thái Thay nhánh cả và Lâm Di ngồi xuống, sau đó cả hai mẹ chồng nàng dâu đều không nói lời nào đã quỳ xuống đất. Lão Thái Thay nhánh cả ngừng cười, nghiêm mặt nói, làm cái gì vậy, mau dậy đi. Lâm Di tự tay đỡ cát thái thái, còn bạch ma ma dìu lâm xương. Khánh sinh nhà chúng con đúng là gặp được quý nhân, bằng không làm sao có thể sống sót. Nó bị thương nặng đến như vậy, con và lão gia nhìn cũng chỉ biết nói hết cách rồi, chỉ mong có thể chống đỡ tới ngày nhìn thấy những kẻ hại con trai bị bắt. Không ngờ thằng bé thật sự có thể tỉnh lại, cát thái thái thuốc thiết khóc, mặt lâm xương cũng ướt đẫm nước mắt. Tiểu tiêu thì an ủi cát thái thái, tinh lại là tốt, về sau cơm thuốc gì đều có thể sử dụng rồi. Vết thương sẽ mau khỏi hơn, lão thái thái nhánh cả nói, lang trung nói thế nào? Cần thuốc gì ta sẽ tìm giúp, các thái thái kể, vị tiên sinh đó bảo tình tại rồi cũng phải điều dưỡng thật kỹ, không được động đậy trong mấy tháng tới, cũng may thời tiết trở lạnh rồi, bằng không vết thương sẽ rất khó lành. Số thuốc trị thương kia phải thay mỗi ngày, e rằng phải liên tục hơn mấy tháng nữa lão thái thái nhánh cả thở phào cười nói đều là chuyện dễ làm hết chỉ mấy tháng mà thôi bằng mọi giá cũng cắt thái thái vội vàng cảm ơn bà lão thái thái nhánh cả nói tiếp đừng cảm ơn ta đều là công của quận vương ra hết ta làm gì có bản lĩnh như thế số thuốc kia đều do phủ nội vụ mang tới có tác dụng cầm máu khử trùng lành da cực kỳ tốt thấy cát khánh sinh dùng hợp chu thập cửu lại tới phủ nội vụ đòi thêm một ít về cát thái thái lại đòi cảm tạ lâm di lâm di vội vàng đi tới ngăn bà lại cát thái thái nói chẳng những dùng phản gỗ của lão thái thái mà còn phiền khang quận vương giúp che giấu trong ngoài nếu bên trên trách tội thì đều tại chúng tôi hết ơn này chúng tôi có làm trâu làm ngựa cũng không đền đáp hết lão thái thái nhánh cả kể lại chuyện hoàng thượng lệnh cho tín thân vương điều tra quảng bình hầu đã viết mật thư gửi hoàng thượng nên chắc sẽ không thể tham gia vụ án này chúng ta chỉ cần chờ nghe tin tức là được, có khó khăn thế nào cũng vẫn hơn sống chết không rõ như lúc trước. Cát thái thái liên tục thưa phải. Lão thái thái nhánh cả nói chuyện với cát thái thái, lâm di cùng lâm sương vào phòng sưởi ngồi. Lâm dương nắm chặt tay lâm di, vừa mừng vừa khóc, mấy ngày nay nếu không nhờ muội ta đã chẳng chịu đựng nổi. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu khánh sinh thật sự không qua khỏi, ta sẽ đi theo huynh ấy để ba người nhà chúng ta được đoàn tụ những lời khuyên nhủ kia ta đều hiểu chỉ không muốn làm theo thôi ta đã thấy tuyệt vọng mấy lần cũng may khánh sinh có thể vượt qua những ngày qua thật sự là sống một ngày bằng một năm ai cũng khó nói khánh sinh rốt cuộc có qua khỏi hay không nên một khắc nàng cũng không muốn rời mắt khỏi trượng phu nàng sợ chỉ cần chớp mắt thì hơi thở yếu ớt kia của khánh sinh sẽ biến mất lâm di cười nói giờ tốt rồi Tỷ có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Lâm Sương không ngủ không nghỉ chăm sóc Cát Khánh Sinh, giờ non vô cùng tiều tụy. Mọi người ngồi thêm một lúc, Trương Phong Tử bước ra khỏi phòng Cát Khánh Sinh, Cát Lão Gia lật đật bước lên cảm tạ Trương Phong Tử không chịu nhận quà lễ, chỉ bảo Cát Lão Gia còn phải xin người nhận ra chia sẻ phương thuốc. Cát Lão Gia giật mình, tưởng rằng mình chậm trễ chỗ nào. Trương Phong Tử nói tiếp. Luận duy trì mạch đập nhân gia còn giỏi hơn cả ta, ta chỉ biết mấy vết thương bên ngoài thôi. Nếu không có nhân gia giúp đỡ, cửa ải này chưa chắc đã qua được. Giờ cát ra mới hiểu được, cung kính đưa Trương Phong Tử ra ngoài. Nghe nói Trương Tiên Sinh đã thay thuốc xong đi rồi, cát Thái Thái và Lâm Sương liền vội vàng chạy tới thăm cát Khánh Sinh. Cát Khánh Sinh vẫn yếu ớt nói không ra lời, nên cát Thái Thái chỉ nói với con trai mấy câu rồi để Lâm Sương lại trước khi đi còn không quên khuyên nàng, đừng suy nghĩ nhiều quá, hai đứa đều phải nghỉ ngơi đó. Lâm Sương vâng dạ đáp lại. Chờ cát thái thái ra ngoài, Lâm Sương liền quay lại nhìn cát khánh sinh nằm trên giường, ánh mắt và biểu cảm quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng, giống như nằm mộng vậy. Những ngày qua nàng sợ hãi tột cùng, sợ khánh sinh bị đặt vào trong quan tài gỗ, không còn nói chuyện với nàng, không còn mim cười với nàng nữa. Khánh sinh, ta có thai rồi. Trong lòng có vô số lời nói, song rốt cuộc nàng chỉ có thể nghẹn ngào nói ra câu này. Bởi vì mấy ngày qua nàng đã và đang vô cùng hối hận, nếu được trao một cơ hội nữa, nàng sẽ không nói gì khác trong thư, mà chỉ nói một câu thôi, để trượng phu biết được, bọn họ có con rồi. Cát Khánh sinh chớp mắt, nước mắt chậm rãi chảy ra, môi nở nụ cười. Lâm Sương lau nước mắt cho Cát Khánh sinh, chàng đừng khóc, ta cũng không khóc, chúng ta đều không khóc nữa nhé những ngày qua đã họ đã khóc quá nhiều rồi không còn sớm nữa lâm di cùng chu thập Cửu ngồi xe ngựa trở về phủ khang quận vương cát khánh sinh tỉnh tại rồi cuối cùng sau mấy ngày căng thẳng họ cũng được thả lỏng lâm di thở hắt ra một hơi thật dài tung tin giả rằng cát khánh sinh chết cả để tranh thủ thời gian điều tra người mua chuộc hung thủ giết người trong cúc tất cả co lắng cho việc sống chết của cát khánh sinh Chu Thập Cửu đã sắp xếp sẵn mọi đường bước. Nàng thường cảm thấy Chu Thập Cửu tính toán quá mức, bất kể xảy ra chuyện gì cũng luôn tính toán lợi ích rõ ràng trước, nhưng cúc này đây, may mà nhờ có Chu Thập Cửu Bằng không cho dù có cứu được mạng cát khánh sinh về thì cũng chẳng biết còn nơi nào khác giấu đảo chờ cậu ấy hay không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 250, Che giấu. Lâm Di rửa mặt sạch sẽ, Thay quần áo rồi ngồi xuống giường ấm, Quất Hồng đi tới giúp nàng lau tóc. Chu Thập Cửu đến thư phòng xem công văn, Lâm Di ngồi xuống bàn chỉnh sửa chi tiêu trong phù. Chưa tới nửa canh giờ, Lâm Di đã thấy mắt hơi sót định đến thư phòng xem thử Chu Thập Cửu đã xử lý xong công vụ chưa. Từ khi thành thân đến nay, hai người đều cùng nằm trên giường trò chuyện đến khi ngủ. Xong nàng vừa đứng dậy thì Chu Thập Cửu đã từ thư phòng trở về mái tóc dài của Lâm Di buông xóa, bao quanh khuôn mặt xinh đẹp, vẻ căng thẳng mệt mỏi của mấy ngày trước đã bị xua tan, thay vào đó là sự nhàn nhã dạng người. Hai người lên giường nằm, Lâm Di đưa giấy ghi các khoản chi cho Chu Thập Cửu, một sấp thật dày, chi phí phải dùng mua quà tặng mừng năm mới, quận vương gia nhìn sơ qua đi. Mấy ngày nay mọi sự chú ý của Lâm Di đều đặt trên người Lâm Sương, nên giờ mới có thời gian lấy danh sách quản sự đã liệt kê sẵn ra xem. Lâm Di ngước mặt nhìn Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu hơi nhướng mày, rồi lại nhăn mày. Lâm Di không cười nữa, thế nào? Chu Thập Cửu chăm chú đọc, dưới ánh đèn sắc mặt chàng non cực kỳ trầm tĩnh, sắp phải chi một số bạc lớn. Phần lớn tiền tiêu trong phòng đều không phải cho sinh hoạt hàng ngày mà để quà cáp lễ tặng. Lâm Di bật cười, ai bảo thận phận của quận vương gia quý giá làm chi, tặng quà phải tặng xứng với thân phận thân phận quận vương vốn phải chi nhiều hơn bình thường, giờ có chức quan võ tam phẩm lại phải tăng thêm gấp bội. Nếu năm ngoái quận vương gia không được phục trúc, giờ chúng ta có thể mượn cớ khất, người khác cũng sẽ không trách. Chu thập cửu khẽ lắc đầu, ta cảm thấy lần này đi thiên tân tổn nhất không nhỏ. Dường như chẳng muốn thử thành thật với nàng, nếu không phải đi thiên tân, ta đã có thể đi săn bắn rồi. Em không biết đâu, tôn thất doanh chúng ta có vị bá phủ quả lễ hàng năm cho mọi người đều là thịt hươu khô phơi kỹ đấy. Về sau ta phải săn nhiều hươu một chút, để nữ đầu bếp làm thành thịt khô mới được. Lâm Di nghe vậy bèn nói, quận vương gia không nói ta cũng quên mất. Trung thu mọi người tặng quà cho nhau, đúng là có người đưa hai hộp thịt hươu khô thật lớn, ta còn định bảo nữ đầu bếp lấy ra thái lát xào với gia vị nếm thử. Nàng cố ý dừng một thoáng, nếu quận vương gia muốn, mai ta sẽ bảo nữ đầu bếp làm. Nguộc kép. Hai người nhìn nhau, ngắm nụ cười của chính mình trong mắt nhau. Chu thập cửu ôm Lâm Di vào lòng, sắp tới trung thu rồi. Lâm Di gật đầu, Cát Khánh Sinh và Lâm Sương phải tịnh dưỡng, chắc sẽ ở lại trong kinh ít nhất hết năm mới có thể trở về Thông Châu. Như vậy Phù Quảng Bình Hầu sẽ càng thêm náo nhiệt. Chu thập cửu hơi cúi đầu xuống, em đã giúp Cát Khánh Sinh và Lâm Sương nhiều rồi. Hơi thở của Chu thập cửu phả lên tại khiến nàng cảm thấy ngửa giờ phải suy nghĩ làm sao bù lại chỗ thịt bị gầy đi này tay chu thập cửu vốt ve tấm lưng thon của lâm di lâm di không nhớ mình thiếp đi hồi nào hôm sau tỉnh lại thấy vô cùng khỏe khoắn ăn bữa sáng xong tưởng thị tới đón nàng cùng tới phủ tín thân vương ta nghe nói về chuyện của kính quận vương rồi ca ca của kính quận vương không phải là đèn cạn dầu ngày nào cũng ra ngoài gây chuyện thị phi thủ hạ giỏi là mấy loại chuyện này lắm. Nói tới đây tường thị thoáng dừng lại, trong kinh có nhiều người như vậy, có điều gần đây mới càng lúc càng càn rỡ. Câu này của tường thị không phải là nói tôn thất hiện quý thể nào, mà là đang nhắc nhở lâm di rằng chuyện của kính quận vương dính dáng rất nhiều tới lợi ích của tôn thất. Nàng và chu thập cửu cứu sống cát khánh sinh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ở trong mắt mấy người phe kính quận vương thì chính là con sâu làm dầu nồi canh. Đường thị cười nói, cũng may có chân gia đứng ngăn ở trước muội rồi. Bởi vì chân gia mới chính là kẻ vạch Trần Kính Quận Vương, chân gia kết thân với Tôn Thất không phải chuyện mới đây, ai biết chân gia còn biết chuyện gì khác nữa. Hiện giờ ngay cả chuyện thầm quản sự chết chân gia cũng tính lên đầu Kính Quận Vương rồi. Trần thị khóc lóc kêu oan khắp nơi, chuyện Kính Quận Vương phi tìm mối cho mấy tiểu thư họ hàng xa phía mẹ đẻ cũng sôi sục. Sau vụ này e rằng mấy vị tiểu thư xinh đẹp bên nhà kinh quận vương khó gà rồi. Tưởng thì dùng tay áo che miệng cười, không biết hôm trung thu có thể gặp kính quận vương phi không nữa. Theo lý thì sẽ không, phủ tín thân vương đang sứt đầu mẻ chán vì vụ này. Kinh quận vương phi đương nhiên không tiện chạy tới nhà họ, chẳng qua có rất nhiều chuyện khó nói trước được lắm. Lâm Di cùng tưởng thị xuống xe ở trước cửa phủ tín thân vương, đã có nhiều nữ quyền tôn thất tới trước, mọi người tới chào lâm di và tưởng thị, sau đó bắt đầu lao nhau bàn về yến tiệc đêm trung thu muốn tất cả mọi người vừa ý đồ ăn của buổi tiệc thì e hơi khó cho nên đành chuẩn bị cả ngọt bùi cay đắng mặn ngọt mỗi vị mấy món còn thêm một món chỉ để trưng cho may mắn chứ không để ăn thật ra đến hôm tiệc mỗi người chỉ ăn được ba bốn món là cùng đừng thấy hạ nhân liên tục dọn món nóng lên bàn mà lầm đến lúc ăn thì chỉ còn ấm ấm vì vậy không thể có đồ gì tanh sắp xếp thế nào cũng thấy chưa toàn vẹn quyết tới quyết lui cuối cùng cả nhóm bèn dựa theo thực đơn những năm qua mà tăng hay giảm mọi người lại dồn tâm sức về mặt trang trí chọn những bồn hoa đẹp trong phòng tín thân vương phi để bày biện còn về phần thiệp mời nhiều người cùng viết nên cũng dễ dàng hơn nhất là viết thiệp cho chính mình mọi người thay phiên viết cho nhau coi như giữ lại bút tích của đối phương làm kỷ niệm Cười cười nói nói, ngoáng cái đã qua nửa ngày, ai cũng thấy vô cùng thoải mái. Đưa sắp thiệp mời cho hạ nhân cất vào hộp xong, mấy người lâm di, tưởng thị mới ngồi xuống uống trà. Chỉ lát sau lại nghe hạ nhân tới báo, ngũ vương phi tới, đang trò chuyện với tín thân vương phi à. Ngũ vương phi tới thì không thể không đi bái kiến rồi, mọi người đành đứng dậy đi tới phòng tín thân vương phi. Ngũ vương phi ngồi trên phản lớn gần cửa không biết đang nói gì với tín thân vương phi mà tín thân vương phi gật đầu liên tục mấy người lâm di hành lễ với ngũ vương phi và tín thân vương phi ngũ vương phi tươi cười nói ta đến cung của hoàng hậu nương nương nhìn thấy đèn lồng mới cho năm nay đúng là ý hay phủ nội vụ còn mô phỏng theo làm thêm mấy cái nữa đấy mọi người chỉ cười không nói gì ngũ vương phi tại nói đèn cồng cho phủ ta vẫn chưa chọn xong chỉ có hai cái đèn kéo quân trong các ngươi ai đưa tới nhiều đèn cồng cho ta mượn hai cái đi năm nay lâm di chính là người tặng nhiều đèn cồng nhất nên tất cả đều chỉ vào lâm di khang quận vương khéo nghĩ nhất tiến công đưa đèn cũng do nàng ấy làm lâm di cười không dám nhận xong ngũ vương phi vẫn cười đòi đèn cuối cùng chọn ra hai cái mọi người còn việc chưa làm xong nên đều đứng dậy cáo tui ngũ vương phi chỉ giữ tại mình lâm di tưởng thị quan tâm tiếc nhìn lâm di một cái rồi mới đi theo những người còn tại ra ngoài trong phòng chỉ để lại hai nha hoàn hầu hả chờ tiếng bước chân bên ngoài xa dần nha hoàn ngoài cửa mới khép kín bình phong lại ngũ vương phi và tín thân vương phi liếc nhau ngũ vương phi uống một hộp trà rồi nhìn lâm di nghe nói cát khánh sinh vẫn còn sống là thật sao tín thân vương phi cũng nhìn sang chưa gì tin tức đã truyền ra ngoài rồi nhưng ngẫm lại cũng chẳng lạ gì tín thân vương trưởng quản tông nhân phủ lại là chủ sự của vụ án này cha nàng viết tấu trương dâng lên chỗ hoàng thượng nếu tín thân vương muốn tra án đương nhiên hoàng thượng sẽ sắp xếp gọn gàng lâm di khẽ lắc đầu vẻ mặt trở nên ủ ê hiện giờ vẫn phải nằm trên giường dưỡng thương một bước cũng không thể đi ngày nói là cơ hội rất mong manh về sau thế nào rất khó nói tín thân vương phi thở dài vậy tại sao ban đầu lại nói là chết rồi dứt lời bà lẳng lặng nhìn lâm di bằng ánh mắt trách trời thương dân lâm di cũng không tránh né nhìn lại ban đầu đã mặc quần áo đưa lên phàn nằm rồi có thể vượt qua hay không đều phải dựa vào chính cát khánh sinh ý trong lời này là gì ai không rõ nữa nếu không giả chết thì làm gì có về sau chứ tín thân vương phi hỏi vậy giờ ngày nói sao lâm di đáp ngài nói vẫn phải xem điều dưỡng thể nào, cũng may cát khánh sinh trẻ tuổi sức lớn. Nhiều ngày như vậy vẫn chưa sao, tức là chỉ có thể càng ngày càng tốt hơn thôi. Ngũ vương phi bưng chén trà sứ điêu khắc hình trái đào lên, cầm nắp trà từ tốn gạt cá trà, vẫn chưa lên tiếng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói to, bất kể thế nào cũng phải tới trước mặt nói cho rõ ràng, giờ cũng lên tới công đường rồi, mặt mũi mất hết rồi, nếu cứ mơ hồ để yên vậy, người trong tộc sẽ không đời nào chấp nhận về sau cho dù quan phủ không tới bắt ta cũng không dám ra ngoài gặp người khác nữa lâm di quay đầu nhìn kinh quận vương phi và một người đàn bà nước mắt ngắn nước mắt dài đi vào người đàn bà kia đang khóc sớt mướt nhìn thấy lâm di thì thoáng giật mình vội vàng nhìn sang kính quận vương phi kính quận vương phi cũng kinh ngạc nhưng đã vào tận nơi rồi không tiện lui ra nữa tín thân vương phi mở miệng trước hai chị em dâu các cô làm cái gì vậy? Kính quận Vương Phi đi vào trước, người đàn bà bên cạnh vẫn một chân trong một chân ngoài, không biết làm thế nào mới tốt. Kính quận Vương Phi không có cách nào khác, đành quay lại kéo người đàn bà vào theo. Người đàn bà kia không trang điểm, bộ váy gấm màu tím trên người cũng nhỏ nhĩ, châm cài trên đầu ngả nghiêng, trông vô cùng nhếch nhác. Kính quận Vương Phi khẽ cắn môi, khang quận Vương Phi ở đây cũng tốt chuyện này có che giấu cũng chẳng ích lợi gì. Chúng ta bị người bên ngoài nói coi trời bằng vung, không để ý vương pháp, chẳng coi ai ra gì, vị tẩu tử này của ta còn bị nói dữ hơn. Tiếp tục vậy nữa thì nha môn chưa kịp tới thẩm tra thì chúng ta đã chết vì xấu hổ trước rồi. Dứt lời thị kéo tay người đàn bà kia, tẩu tử nói thử xem, vụ đất đai kia là sao, rốt cuộc là làm sao mua được, có xui khiến người nhà làm bậy hay không người đàn bà kia bị kinh quận vương phi côi kéo thật câu sau mới lấy quyết tâm được khổ sở kể lể thật sự là oan quá đi làm gì có mấy chuyện đó đúng là chúng ta muốn thu hồi sản nghiệp nhưng làm gì dám làm ra chuyện như giết người gì đó đúng là cát khánh sinh xảy ra chuyện chúng ta mới có thể thu hồi được nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì tới chúng ta lúc ấy chúng ta chỉ cảm thấy may mắn thôi làm sao biết được đằng sau là tai họa như thế sớm biết thế thì cho dù toi công, chúng ta cũng không dám theo đuổi tới cùng. Kinh quận Vương Phi tiếp cười, vị tổ tử này của ta sợ hãi nhưng chỉ dám đến hỏi ta, không biết quận Vương gia nhà ta và đại bá làm gì, chỉ tính toán lợi nhỏ mà tại ẩm ý thành mạng người rồi. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.